Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết trong tỉnh. Sau khi đổ bộ vào ngày hôm qua, cơn bão số 3, bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt ở Quảng Ninh và Hải Phòng, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đêm nay và sáng mai, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa rông, cần đề phòng rông, lốc, xét và gió giật mạnh. Trưa chiều mai trời hưởng nắng, nhiệt độ ở các địa phương trong tỉnh giao động ở mức từ 24 cho đến 31 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, gió đông nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ và cao nhất là 31 độ. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa duy trì to đến rất to. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chịu ảnh hưởng kết hợp của giải hội tụ qua khu vực Bắc Trung Bộ nên vẫn có mưa vừa, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến ở mức từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do còn duy trì mưa nên nhiệt độ miền Bắc không quá cao, chỉ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Với khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên từ chiều đêm mai có mưa rào và rông rải rác, cường độ mưa sẽ tăng hơn vào thời điểm sáng sớm, chiều tối và đêm. Và ban ngày trời vẫn còn nắng, nắng nóng có thể xảy ra ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Còn các tỉnh khác thuộc Trung Bộ, nhiệt độ sẽ thấp hơn từ 1 đến 2 độ lui xuống phía nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rải rác vào chiều tối. Vào ban ngày, mưa giảm, trời nắng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên giao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phần cuối bản tin ngày hôm nay như thường lệ sẽ là bảng nhiệt độ tại một số thành phố du lịch trên cả nước trong 3 ngày tới.